thấy cháu bé bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi qua đập tràn, ông Lê Văn Tứ ở khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn Lang Chánh và thiếu tá Dương Văn Sơn, trợ lý chính trị ban chỉ quân sự huyện Lang Chánh đã lao mình xuống cứu. Khoảng 6 giờ 30 ngày 16 tháng 10, khi nghe người dân hô hoán kêu cứu, phát hiện có một người bị nước lũ cuốn trôi ngay khu vực đập tràn khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn Lang Chánh. Ngay lập tức, ông Lê Văn Tứa ở khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn Lang Chánh đã lao mình xuống bơi theo để cứu cho bé vào bờ. Tuy nhiên do nước chảy xiết nên công tác cứu hộ gặp khó khăn. Cùng lúc đó, cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện đang thực hiện nhiệm vụ ứng trực ngay tại đó đã kịp thời có mặt. Thiếu tá Dương Văn Sơn, trợ lý chính trị ban chỉ huy quân sự huyện Lang Chánh đã lao xuống hỗ trợ cùng với ông Tứa đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Thấy là người kêu cứu, có người chết trôi. Thế là tôi cũng bỏ xô, ném xô ra đó rồi tôi nhảy theo. Thấy cháu nó trôi thì tôi nhảy xuống rồi tôi bơi đầu khoảng độ 20 mét để cũng vớt được cháu thôi mà. Nước cũng khá to, vâng, thì thấy trôi thế thì cũng phải nhảy xuống thôi. Thì sáng nay thì sau khi ăn cơm xong thì anh nghe có một cái người dân hô rất là tiếng thét, hô bảo là cứu với, thì nghe nói hô thế thì anh cứu thì anh chạy tốc độ cao, chạy xuống theo cái bản năng thôi. Cái bản năng thì anh chạy xuống thì thấy một số người dân đang đứng ở đó. Đứng chắc là có thể do dòng nước chảy xiết nên là không dám xuống đấy, chỉ có con gái nhiều, có 2-3 người con trai. Nó thấy cho đó này, thấy có một người đầu nó ở tít dưới đấy, khoảng 200-300 mét, thì anh chạy theo đường xuống đó, xuống thì thấy có một người đang ở trong, thì anh phi người xuống, vào đó thì thấy là anh Tứa đang tìm có người bị nạn đấy, xuống thấy mập mờ thì cùng với bác Tứa túm được cái đầu này, sau anh túm cái chân thì hai người kéo vào bờ. Sau khi cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, nạn nhân đã tỉnh và được bàn giao cho gia đình. Hiện tại sức khỏe đã dần ổn định. Thế là cháu ăn quen đi cái đường này, bởi vì đường này là ăn thẳng, với là ăn vắng người, ăn đi ăn hơn khỏe lách khỏe tránh né hơn. Thế là cháu đi đường này, thế là hôm nay là cháu đi một cái là cháu xuống đến chỗ suối này là cháu cũng thấy nước to rồi. Cháu đứng lại gần mép suối này, cháu đứng lại để mà dừng quay lại. Thì chẳng may cái xe cái kiểu là hắn tay thì cầm không chắc, tay phanh đó, với lại cháu phanh không chắc thì xe hắn lại trượt, hắn trôi đi. Thế là bắt đầu là nước là cuốn cháu đi luôn. May mà có ông Tứa với lại có các chiến sĩ huyện đội đây, tức là người ta xuống cứu vớt cháu, với là anh em hàng xóm người ta ra hô hoán nữa, coi như là cả tất cả là xuống cứu được cháu lên an toàn. Tức là bây giờ là tình hình cháu là ổn định rồi. Tức là bà là đúng là bà nội của cháu, thì bà cảm ơn tất cả mọi người cứu được cháu biết bà. Tại các điểm tràn trên địa bàn thị trấn như điểm tràn khu vực ngã ba Kiểm Lâm, điểm tràn cầu Hón Lưỡi khu phố Nguyễn Trãi, điểm tràn Hón Oi thuộc địa phận thôn Trường Ban 1 thường xuyên bị ngập sâu khi có mưa lũ. Tại các điểm này đôi khi người dân vẫn liều mình đi qua, hoặc lũ về trong đêm nên không thấy nước dâng và vẫn có trường hợp bị lũ cuốn trôi nhưng được người dân kịp thời cứu vớt nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn về người và tài sản, khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các điểm tràn, các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét trong thời điểm xảy ra mưa bão.